Hiện nay giá thuê căn hộ chung cư ở một số thành phố của Bình Dương như Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An đang ngang ngửa với mức giá thuê tại thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Với 75% lao động là người nhập cư càng mở ra triển vọng cho mảng đầu tư căn hộ cho thuê tại đây. Xu hướng mua căn hộ cho thuê tại Dĩ An xuất phát từ nhu cầu thực tế. Bình Dương hiện có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, mà trong đó 85% là người nhập cư. Đây chính là nhóm đối tượng có nhu cầu thuê và mua nhà ở. Chính vì nhu cầu lớn nên thị trường cho thuê căn hộ tại đây rất sôi động. Không chỉ tỷ lệ lấp đầy căn hộ trống cho thuê đạt mức khả quan, mà giá thuê cũng bật tăng qua hàng năm. Mới đây, khảo sát giá cho thuê nhà ở tại Bình Dương của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh công bố cho thấy giá thuê nhà tại đây đã vượt mức cũ và lập đỉnh mới, đặc biệt đạt mức ngang bằng với nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, ở một số vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An, giá thuê căn hộ cao cấp còn cao hơn căn hộ tại thành phố Thủ Đức. Khảo sát thực tế cho thấy, nhu cầu thuê căn hộ khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau, từ chuyên gia cho đến người lao động làm việc tại các công ty, khu công nghiệp. Trong đó, khu vực có nhu cầu thuê lớn tập trung chủ yếu tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Tại Dĩ An, giá cho thuê căn hộ 2-3 phòng ngủ trung bình rơi vào khoảng từ 6-12 triệu đồng một tháng. Tại Thuận An, có giá ở ngưỡng là 8-16 triệu đồng một tháng. Còn tại Thủ Dầu Một, cũng đạt mức cao từ khoảng 10-18 triệu đồng một tháng.